Quần thể di tích cố đô Huế sau 25 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Đã có nhiều nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Thừa Thiên Huế để kịp thời cứu nguy những tài sản văn hóa vô giá trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Và cố đô Huế trở thành một trong những ví dụ tiêu biểu của Việt Nam và cả thế giới về công tác bảo tồn, phát huy di sản. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là những kết quả bước đầu, bởi vẫn còn rất nhiều khu vực di tích đang xuống cấp từng ngày bởi sức ép của yếu tố con người. Điển hình nhất, nghiêm trọng nhất và cũng là hồ sơ khó giải quyết nhất chính là khu vực 1, hệ thống di tích Kinh Thành Huế. Theo kết quả điều tra mới nhất, khu vực 1 hệ thống Kinh Thành Huế đang có hơn 4.200 hộ dân cần di dời giải tỏa để trả lại mặt bằng cho các hệ thống di tích Thường Thành, Eo Bầu, Hồ Thanh Hào, Tuyển Phong Lộ và một số địa điểm khác. Con số này gấp hơn 4 lần so với hơn 1.000 hộ đã được giải tỏa trong hơn 20 năm qua. Điều đó cho thấy quy mô rất lớn của đề án để hướng đến yếu tố cần là mặt bằng cho công tác bảo tồn hệ thống thành kinh đô duy nhất còn lại tại Việt Nam. Đa số những hộ dân canh tác và làm nhà sống trên Thường Thành thuộc Kinh Thành Huế hàng chục năm nay. Nhiều hộ đến ở tại khu vực này từ trước năm 1975. Năm 1993, khi quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Thường Thành, Eo Bầu nằm trong khu vực 1 cần bảo vệ nghiêm ngặt. Cùng từ đó, người dân ở đây thuộc diện di dời, giải tỏa, nên họ phải chịu cảnh nhà ở dột nát, xuống cấp mà không được sửa chữa, cơi nới. Nhiều gia đình có đến 2-3 thế hệ sống chen chúc trong căn nhà chật chội, cũ nát. Mỗi lần mưa bão là nơm nớp, lo sợ. Mong cho dân nước quan tâm để giải tỏa, cho đi càng sớm càng tốt, để an cư lạc nghiệp. Chứ ở đây quá cực khổ gia cả, giúp chúa, không có đầy đủ phương tiện, bình hoàng. Cấp trên về là tỉnh để cho tôi chuyển đi chỗ khác tôi ở. Cho tôi ở vài tầm thôn được, dạ, để cái thân tôi để cho đỡ mưa gió, một lần mưa gió là vô trong nữa là ngồi niệm Phật thôi. Sống trên di tích, thậm chí là trong di tích, nên chính họ hiểu hơn ai hết sự xuống cấp từng ngày của những di sản quý giá. Di tích biển thành tường nhà, mái nhà. Di tích thành nơi canh tác, trồng trọt, thậm chí biển thành nhà vệ sinh là những hình ảnh không quá khó để bắt gặp. Với ông Nguyễn Thương Thảo, người dân Thường Thành, phường Tây Lộc, cảm giác có lỗi với di tích luôn đeo đẳng trong tâm trí. Đất này là đất thuộc của đất của di tích lịch sử. Mình ở đây là lỗi lầm. Vì mình cuộc sống không có, nhà cửa có tạm bợ, cho nên mình về tạm bợ ở đây, sống. Để lấy lực qua ngày để mình khi nào có dịp là ủy ban phường hay là thành phố về có thể mình đi họ cho mình một cái chung cư mua đó hay là cho cái dài mua đó là tôi chỉ mang nguyện cho nó thôi. Khác với những người dân Thường Thành, người dân sinh sống tại các khu vực Eo Bầu có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, tâm lý phức phòm âu lo không biết khi nào giải tỏa cùng khiến cuộc sống của họ chưa bao giờ ổn định. Dự án của mình mà nếu làm thì cho làm sớm, hoặc là coi như mình cho coi như hàng một cái năm mô đó là sẽ di dời từng khu vực. Mình biết là Eo Bầu mình thì nhiều, nhưng ví dụ di dời khu vực này là năm nào đến năm nào thì mình cho khoảng cho dân là biết trong 1-2 năm đó là sẽ di dời để dân có một cái sự chuẩn bị. Chứ giờ mà cái dự án này là treo, dự án treo lâu quá lâu, sửa thì không sửa được. Hiện chứ mà ở tổ này có nhiều nhà là gần sập luôn nhưng mà họ cũng dám làm. Chờ đợi một lối thoát để ổn định cuộc sống cũng đang là tâm trạng chung của hơn 500 hộ dân khu vực Hồ Thanh Hào, đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, nơi được biết đến như một khu ổ chuột lớn nhất giữa lòng thành phố Huế. Tạm bợ, nhếch nhác, ô nhiễm trầm trọng, đó chính là hoàn cảnh sống của nhiều thế hệ trong hàng chục năm qua. Những người cao tuổi khi phải chứng kiến những thế hệ tiếp theo mắc kẹt tại khu ổ chuột không khỏi tâm tư và mong mỏi một sự thay đổi.
trong có cái nhà cho ngõ cho đàng hoàng cho con cái sinh hoạt cả tôi. Dạ. Thì vì mình khổ quá. Cũng trống như sữa. Chứ ở đây thì lục lội về mũi lăng rồi đó. Giờ chính quyền cấp trên rồi ủng hộ cho chúng dì gia, dì ni mấy mấy hồ đi đâu tiên rồi đó. Đây trong tay đi đâu chứ khỏe. Những năm trước họ đã nguyện vọng muốn ra đi rồi để cho ổn định cuộc sống. Vì bây giờ là dân cư rất là khổ ở chỗ là nhất là ở dưới đây, dưới gầm hồ. Nếu lụt vô là toàn bộ tập trung công an này, ban bảo vệ dân phố này, tổ trưởng ấy là ban cảnh sự tổ đều phải đi kiếm chỗ cho họ nằm hết. Còn đồ đạc thì mất không biết bao nhiêu. Thành thử bây giờ mà nói vừa rồi đi điều tra không thôi, mà dân cũng hỏi nhưng mà gì không dám trả lời là đã đi hay chưa. Nhưng mà nói cố cố gắng giúp cho tụi con ra đi sớm chừng nào tốt chừng đó. Với chính quyền cơ sở tại 4 phường nội thành và 3 phường tiếp giáp có khu vực dân cư nằm trong vùng 1 di tích, công tác quản lý đô thị luôn gặp nhiều khó khăn bởi xung đột giữa chính sách bảo tồn di sản và nhu cầu chính đáng của người dân. Thực trạng dân cư khu vực này đã và đang nảy sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, môi trường, mỹ quan đô thị. Người dân đã phản ánh rất là nhiều lần. Tuy nhiên do cái chủ trương và cái ngân sách của tỉnh và thành phố không có nên chưa có chủ trương để xây dựng. Và về cái tình hình an ninh trật tự và ở khu vực này rất là phức tạp. Đa số người dân ở khu vực Thượng Thành Eo Bầu là nằm trong quy hoạch giải tỏa quá lâu, bà con chờ đợi quá dài. Chính vì vậy là công tác xây dựng nhà cũng khó khăn, về nhà ở là rất là khó khăn, rồi công ăn việc làm không có, rồi trẻ em thì lại thất học. Ủy ban nhân dân tỉnh có cái chủ trương là giải tỏa cái khu vực Thượng Thành Eo Bầu thì cái này thì rất phù hợp với lòng dân. Vì thực ra chúng ta đã quy hoạch vùng di tích này từ năm 1976 thì vô hình dung là thành ra một cái dự án treo. Cho nên là người dân cái tư tưởng an tâm, người Việt Nam chúng ta nói là an cư mà lạc nghiệp, thì người ta muốn cưới nơi xây dựng sửa chữa rồi là con cái thì không thể làm được. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hầu như nhân dân cũng rất mong muốn là chúng ta sớm thực hiện dự án đền bù giải tỏa khu vực Eo Bầu Thượng Thành này. Hệ thống kinh thành có một vai trò hết sức đặc biệt bởi những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, môi trường, quân sự và bao bọc trong mình một hệ thống các công trình kiến trúc phối thuộc, quan hệ rất mật thiết như Đài Nội, Quốc Tử Giám, Khu Lục Bộ, Lầu Tàng Thơ, Đàng Xã Tắc, Đàng Âm Hồn, v.v. cùng hệ thống thủy đạo, các hồ lớn nhỏ. Chính vì vậy, công tác di dời giải tỏa dân cư là yêu cầu bức thiết. Đại đa số hiện nay theo khảo sát của chúng tôi thì dân cư sống ở Thượng Thành và ở Phòng Lộ, có một phần ở giáp hộ Thành Hào nữa là có cuộc sống vô cùng khó khăn, gần như không có nghề nghiệp ổn định, tình trạng thì hết sức là vất vả trong những điều kiện rất là gần như là thiếu thốn đủ thứ bề. Chính vì vậy cái nhiệm vụ mà để sớm di rời giải tỏa người dân đấy thì nó cái nhiệm vụ an dân là nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì ổn định cho cuộc sống của người dân đó là nhiệm vụ hàng đầu. Tiếp theo đó là cái nhiệm vụ để bảo vệ giữ gìn cái di sản. Chúng ta có di rời cái dân cư ra khỏi khu vực một di tích thì mới có điều kiện để bảo vệ, từ đó trùng tu phục hồi hoàn nguyên các cái giá trị của cái di sản Huế. Cầu cho đất nước. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, di sản cổ đô Huế là tài sản quý giá của quốc gia. Việc bảo tồn và gìn giữ là trách nhiệm chung của cả nước. Tỉnh đề xuất cơ chế đặc thù về di dời hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi khu vực 1 di tích Huế. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí phù hợp. Ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Huế xây dựng đề án, khung chính sách và cơ chế đặc thù di dời giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế. Từ thực tế công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến di tích tại địa phương, mà cụ thể dự án gần nhất là dự án đầu tư tu bổ và tôn tạo kinh thành Huế, thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.
hợp phần giải tỏa định cư gần 900 hộ dân Thường Thành và Eo Bầu do Ủy ban nhân dân thành phố Huế đảm trách, chỉ mới giải tỏa được một phần nhỏ do những bất cập trong chính sách bồi thường. Chính vì vậy, trong lần xây dựng đề án này, thành phố Huế sẽ tính toán để có những giải pháp sát hợp với thực tế nhất. Từ khi Huế được công nhận di sản văn hóa tới nay là 25 năm của thủ đô Huế, thì công tác di dời của tỉnh, thành phố đã tập trung rất lớn các nguồn lực trong quá trình thực hiện này. Đã di dời các hộ trong khu vực vùng 1 là khoảng 1.000 hộ trên 5.000 nhân khẩu để đảm bảo và phát huy giá trị di sản. Và qua quá trình làm việc thì chúng tôi cũng nhận thấy là nó có những cái công việc mà các cái mốc thời điểm về quy hoạch trước đây là những cái vướng mắc trong cái quá trình các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường hoặc chưa được hỗ trợ trong chính sách này. Thì những cái việc mà những cái mắc mớ trong cái khung chính sách trước đây thì chúng tôi đã đưa vào trong khung chính sách này để làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân trong quá trình là đủ điều kiện trong quá trình để tái định cư. Bởi vì trong cái đối các dự án của khu vực này thì do quá trình của lịch sử thì cái việc các cuộc biến cố lịch sử thì các hộ dân ở các vùng ven lên di cư ở trên thành phố trong những năm trước giải phóng. Còn từ sau những năm giải phóng thì đảng chính quyền địa phương các phường xã thì quản lý rất chặt trong các hộ này. Những số hộ phát sinh là chủ yếu là trong quá trình điều kiện của hộ trong quá trình sau khi con cái trưởng thành thì phải nới rộng ra để làm nhà ở trên các cái khu vực này. Thì cái vấn đề là điều kiện của hộ khó khăn thì chúng ta phải có chính sách hỗ trợ về đất, hỗ trợ về tiền, đặc biệt là hỗ trợ làm sao để đủ người dân có nhu cầu tới ở nơi ở mới và làm được nhà để ổn định cuộc sống. Đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1, hệ thống di tích kinh thành Huế được xây dựng khá toàn diện. Bởi bên cạnh mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản, tỉnh Thừa Thiên Huế còn xem đây như là một cơ hội để thực hiện chủ trương giãn dân, an dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông, chỉnh trang cơ bản đô thị vùng kinh thành Huế và tạo sức bật mới cho khu vực phía Bắc của thành phố Huế, nơi tái định cư của hàng nghìn hộ dân di dời. Cùng với việc xác định tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, các dạng ưu tiên, lộ trình thực hiện, đề án cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể về phương án tài chính. Để thực hiện một đề án lớn như thế này thì phải tính toán hết sức kỹ và có từng giai đoạn, từng bước đi cụ thể. Nhưng trong đó cái nguồn lực đòi hỏi đầu tư cũng phải rất là lớn. Và chúng tôi xác định là trong những năm qua thì cái nguồn thu trực tiếp từ vé tham quan của khu di tích Huế đã tăng lên với tốc độ rất là nhanh. Và như chúng ta biết thì nếu mà cách đây khoảng 5-6 năm thì cái nguồn thu đó mới khoảng 80 tỷ một năm. Thì như năm 2017 vừa rồi thì chúng tôi tổng cái nguồn thu từ vé tham quan đã đạt 320 tỷ. Và chúng tôi tính nếu mà theo cái lộ trình như thế này thì chúng chắc là chỉ trong vài năm nữa chúng ta có thể đạt mốc được khoảng độ 500 tỷ. Để chúng tôi tính với cái nguồn thu như vậy thì mỗi năm thì chúng tôi sẽ đầu tư khoảng độ 30% từ tổng cái nguồn thu từ vé tham quan này dành cho cái đề án di dời giải tỏa dân cư. Thì như vậy ít ra trung bình mỗi năm thì chúng ta cũng có khoảng độ trên 100 tỷ đến 150 tỷ dành cho cái đề án này. Như vậy thì nếu như vậy thì ít ra trong cái giai đoạn 5 năm tiếp theo ở đây thì cái nguồn thu trực tiếp từ cái khu di tích Huế có thể đóng góp được khoảng 30% trong cái nguồn lực cho cái đề án này. Thì đó cũng là một cái nỗ lực rất lớn mà chúng tôi hy vọng là sẽ góp phần để thực hiện thành công cái đề án mà hiện nay tỉnh chúng ta đang quyết tâm để triển khai và thực hiện. Công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản của đô Huế đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Cùng với quyết tâm của Thừa Thiên Huế, sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính phủ, các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự ủng hộ xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của đa số người dân nằm trong diện di dời, đề án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế sẽ sớm được triển khai thực hiện.